Chuyến đi Mỹ đầu tiên của hai vợ chồng. Sau chặng bay 13 tiếng thì cả đoàn đã hạ cánh an toàn nè mọi người ơi. Không khí thì cũng không quá lạnh vì đang ở trong trong sân bay mà. Bên ngoài thì không khí mát mát, lạnh lạnh, se se thôi nhưng mà không khí rất là tuyệt luôn. Đây là nơi mà cả đoàn Thu Thủy sẽ ở đây. Một cái biệt thự rất là rộng rãi. Để lại khu này là để ăn uống đồ bếp đúng không? Bạn phải muốn ăn quậy quá. Lấy cắp cái mái tóc của anh Quốc. Cả đoàn có một trận cười to là to. Qua đến nay rồi mà mình còn được uống trà sữa mọi người ơi, do một chị người Việt Nam làm chủ quán trà sữa Tisan, rất rất là ngon và rất là đông khách. Sáng sớm thì chị Hồ Sô tại San Jose dẫn cả đoàn tụi mình đi ăn sáng. Dậy hơi trễ mọi người và đối với người là món gì đây ạ? Ngon quá, chị ngon quá. Đó, gồm có hàu nè, rồi gồm có raffis, một món ăn mà người dân ở đây hay ăn mọi người. Nhưng thật ra thì ăn phúc thích hơn, còn thì đi ăn ké thôi đi. Con raffis cũng khá to. Ui, được thần tượng nhờ chụp hình là ông xã mình xuống tới người đó mọi người. Anh cũng là thần tượng của ông xã Thủy đó. Mà chụp đẹp nha, ông xã có tay chụp hình cũng rất là tuyệt vời. Đây là cả đoàn nhờ ông xã chụp, nhưng mà hình là hình tụi mình nhiều hơn nha. Hai vợ chồng luôn luôn có sở thích chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm của hai vợ chồng và những người bạn.